Vâng các bác. Buổi chiều trên này mát, mát lắm, đang gió mát. Thì tôi làm cái con này thì đến lúc làm già hết lá rồi, đang để bóng cho đẹp cho vui chơi mà thôi. Làm hôm qua thay cái chậu, đáng lẽ là thay cái chậu cũng chậu tàu oval ấy, nó chỉ mỏng đến đây thôi. Rộng này cũng được nhưng mà chỉ mỏng đây, và oval nhẹ hơn cái này một chút. Nhưng mà mình chẳng có sẵn cái này thôi, cho vào đây. Đợt trước để trên cái khay hình chữ nhật, nó mỏng, nhìn nó mỏng manh quá, cây nó đã nhỏ, cây chậu nó càng mỏng manh, thì cho vào cái này nó khỏe khoắn hơn, cây nó khỏe khoắn hơn. Năm chiếc lá chiếc nó già cùng một lứa hết rồi, thì bây giờ làm cho nó sạch, cho nó khỏe, cây sạch. Sáng tôi có lấy cái rễ bên này, trước nó vắt từ đây sang, nó vắt sang này, và một số cái điểm đằng sau nữa, tí nữa tôi khoe cho các bác xem. Đấy, vì là bên phía bên kia mặt bệ nó không được đẹp như mặt trước. Bệ này, đấy các bác nhìn chưa? Tôi móc một cái rễ từ nó chạy từ bên này sang đây để dí nó ra đây. Cái rễ này này nó lại chạy vòng ra đây này. Đấy, giật nó ra đây, chỗ này hơi thiếu, ra móc vào cái này ra thì được. Rồi dần dần tôi sẽ bỏ cái chỗ này đi, nhưng mà bây giờ hiện tại chưa bỏ được. Đấy, cái từ đây trở xuống, hoặc thì lấy một cái thôi, một trong hai cái này thôi. Bây giờ thì vẫn để nguôi, không sao cả, không có cái gì chướng cả. Đấy, bây giờ làm lại thế, lại làm lại dăm tán cây này thôi. Trong quá trình nhặt này các bác làm gãy một số cái dăm, không sao cả, càng thoáng cây, thì sợ là mất những cái mầm quan trọng thôi, chứ dăm này dây rụng vài cái không có vấn đề gì cả.
sạch rồi. Xin lỗi các bác là cứ loay hoay làm mất thời gian của các bác nhiều. Nhặt vỏ cho sạch các bác. Trong quá trình tỉa làm răm này thì nó thì cũng thấy được những cái răm chết thì mình bỏ luôn cho nó sạch. Đấy, thế thôi. Cái này thì phải nhiều lần nữa. Mặc dù nếu mà nuôi lá thì bóng đẹp rồi, nhưng mà rút răm ra thì mới phát hiện ra nó phải nhiều lần làm răm nữa nó mới đẹp được. Các bác ạ. Các bác. Nó đây. Gần trụ. Đó, bóng nó dài đây. Thấp xuống đây một chút. Nó thiên hướng nó lệch sang bên này một chút. Để cho nó đỡ đơn điệu thì nó sẽ lệch sang đây một chút. Các bác ạ. Đấy, ý tưởng là như vậy. Form thì vẫn như này thôi. Chân bệ phía này được rồi. Sau gài một viên đá nhẹ để cho nó phồng cái rễ này lên cao này. Cái rễ này này. Gài một cái viên đá xuống dưới này. Cho nó đội cái này lên. Cái rễ này. Cho đầy cái chỗ đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác nhé.